Good morning. Hello. Yeah, good morning. Can you see me? Hello. Hello. Hello, can you see me? Can you hear me? Hello. Can you hear me? Yes, I can hear you now, but not really clearly. Hello. Hello. Hello, can you hear me? Hello. Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Hello. Now, hello, now I can hear you. Yeah, okay, good. Okay, how are you? Fine. I'm in the other part of the Now you are in the other pagoda, another pagoda. another puzzle. Okay, why? This because I had to prepare the ceremony. No, Ceremony. no, the holiday. Ah, Sunday. holiday. Lễ Sunday. Lễ gì ạ? Tân niên. Tân niên. Lễ đấy là lễ. Yes. Lễ đấy là Thì lễ. giống như là năm mới À, tất niên. á. Tân là no, đây là Tân. tân niên, tức là lễ cho năm mới. New Year period đó. Lễ cho New Year period đó. Thì Okay. nhiều chùa họ, tổ chức lễ tân niên trong một ngày thôi. Yeah, okay. Có một số chùa là họ sẽ họ tổ chức là mùng 1, từ 30 cho đến mùng 3, nhưng mà có một số chùa thì họ chỉ là làm trong trong một ngày thôi, nhưng mà sau, thường là sau mùng 3 thì họ sẽ tổ chức là lễ tân niên, cũng cũng là, nhưng đây là phát lộc luôn. Okay, I see. Interesting, very interesting. Okay, so when you will come back to your pagoda? I will come back to Paris in next week. Next week. Yes. Also, Let this means your Tuesday, Tuesday next week. Tuesday next Tuesday. Yes, next Tuesday. Next Tuesday. Next Tuesday. Okay, so that means you take a trip for another city, right? Yes, in Oh, my trip. really nice. I love to take a trip. Really love to take a trip. Oh, but now I'm really busy, so I cannot. Okay, so let's get back to our lesson. Technology and you. So now you can see slide, right? Yes. Okay. I tell you that I'm using my cell phone, not laptop. It's called laptop. It's very it's not very heavy, but it's like my package, but it's heavy. It's not your luggage must have heavier, so you leave your Heavier. laptop at home.
I see. So, in this part, we primarily reading. So, before read, can you tell me what kind of feature are important to you in a new product? Rồi, trước khi mà mình mua một cái vấn đề, một cái món đồ công nghệ ở đấy thì cái yếu tố nào là mình cân nhắc nhiều nhất? For me, the future is important. The Is important feature. Important the feature. in important future in bộ xử lý. CPU. À, bộ xử lý. À, Cái nó gọi là cái RAM không nhỉ? Em không dành công nghệ lắm. Người ta gọi là bộ xử lý trung tâm. à. Processor. In that I'm interested in Chip. chip battery, cái gì mà nhân tám lõi nhân cáp rồi Chip vi xử lý cái gì đó. Là cái tức là máy chạy có mạnh hay không là nó do cái bộ xử lý bên trong. So you don't care about the design or the model? No. Oh, you totally different me. I were learned by my brother. He teach me how to choose a good product, technology. So you learned this from your brother. Yes, I know that many women, or girls, they are interested in the design ở bên ngoài. Yeah, me too. I also interested in design and model. Okay. And so which brand of computer do you prefer? Which brand of computer do you prefer? Tức là cái hãng máy tính nào là mình thích? Ví dụ như là Apple hoặc là Samsung hoặc là Dell. Đấy, which brand of computer do you prefer? I don't know very well, but I see there are many people. There are many people đánh giá cao là Highly evaluate. high Highly value, evaluate. MacBook, right? high value Apple. Me too. MacBook là một cái hãng à? No, Apple mới là cái hãng. Còn MacBook là cái loại dòng máy tính thôi. I don't know very well what is a MacBook. Rồi đây, MacBook Apple. is different laptop. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có Apple là cái tên thương hiệu. Vậy chúng ta sẽ có iPhone này, iPhone là cái điện thoại trước này. Tiếp theo chúng ta có thêm cái iPad là cái máy tính bảng đó. Tiếp theo chúng ta có cái MacBook gọi là cái laptop. Rồi chúng ta có thêm cái iMac là cái máy tính để bàn. Nó có thêm cái Apple Watch. MacBook is laptop. Apple Watch là cái đồng hồ này. Và chúng ta có thêm cái gì nữa nhỉ? Apple Pencil là cái bút chì.
Chị cảm ơn. Right. So chúng ta có thêm airport. Yeah. Airport ở tay nghe. Right. Yeah. Yeah. Yes, me too. I'm really interested in the product from Apple brand. Yeah, so I almost use my device in Apple brand. Really like it. My laptop mình dùng là MacBook or MacBook, laptop MacBook. hả? Nhưng tức là cái MacBook nhưng mà của hãng Apple, cái laptop của hãng Apple mình mới gọi là MacBook nha. Còn cái laptop mà của hãng Dell đồ bình thường á là mình vẫn gọi là laptop thôi. Dạ. Tức là chỉ có cái Ok. MacBook của Apple mình mới gọi là MacBook thôi. Dạ. Now I know it. Yes. Thank you. So my laptop, my laptop is Asus. Ý. Asus. Acer. Asus. Okay, I see. So how long have you used that? It live with me for 5 years old. Yeah, I see. So me too. I have a Dell laptop. It stayed with me for 4 years during my university time, and now I have changed my laptop into MacBook. You understand? Yeah. Okay. Anyway, thank you for your sharing. Now let's get back. Okay. So I need you to read the text and then answer the question. So you have 6 minutes to read the text, please.
Yes, I think Okay, so now answer the question. The product that easy to move from one place to another is. Okay, so choose the feature. Portable. 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 Yeah. Có nghĩa là Di dễ mang đi, dễ động. di động. Dễ mang đi. Yeah. Next one. The product that's easy to use is. Convenient. Easy to use. Convenient. Yes. Good. Convenient. A product that you can send back to the store because you don't like it is. Gluten free. Guaranteed. Guaranteed. Yes, guaranteed Guaranteed. it. Guaranteed it. Guaranteed. A product that a lot of people like and buy is. F4 type F4 table. No. A lot of people like and buy. Popular. Yeah, popular. Nhiều người mua thì nó phải là phổ biến, right? And last one, a product that doesn't cost too much for most people because is. Affordable. Yeah, affordable có nghĩa là reasonable đó. Affordable có nghĩa là có Reason. thể chi Chắc trả được. yeah. Yeah. Chắc cả phải chăng. Đúng rồi đó. Nhưng mà cái affordable này nó là tính từ nha, nó không phải là động từ. Nó dịch nghĩa tính từ của nó là phải chăng. Okay. Yeah, so what is good about Pro Musica? Use the feature vocabulary and your old idea to explain about your answer. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc và mình sẽ nói ra những cái điểm tốt. What is the good feature of Pro Musica? Can you explain that? The Pro Musica come with six pair. Yes, come with six pair. The style quality is spectacular. Yeah, the sound quality is spectacular. Spectacular này có nghĩa là nếu như mà nói về hình ảnh á, thì nó sẽ Spectacular. là nói về hình ảnh thì nó sẽ là đẹp mắt ngoạn mục, còn nói về âm thanh thì nó sẽ là rất là hay đó, rất là hay. And the remote is simple and easy to use. The remote là Điều khiển. đúng rồi, nó rất là đơn giản và dễ dàng để sử dụng. Anything else? There are four, five feature more. Chúng ta có thêm 5 cái đặc điểm nữa, đó chính là It's yes, convenient first. convenient, popular, Yeah. portable, affordable, Yeah. and guaranteed. Okay, good. So, can you tell me three machine that you own and check the appropriate column. Rồi bây giờ mình sẽ kể ra ba cái món đồ mình có và những cái món đồ đấy nó như thế nào. Ví dụ như là nó có portable không? Nó có guaranteed không? Nó có convenient và popular không? Tích một trong bốn hoặc là nhiều cái cũng được. Okay, three machine that you own.
Oh, Âu là sở hữu, what's sở hữu. me? Laptop. Dạ, laptop. Is Popular. hãng tiếng Anh là gì? Brand. It's called because brand is Asus. But the because it is Asia's brand. Acer, Acer Acer. brand. Acer. Brand. After Acer. Acer. Acer brand. Acer, Acer Acer. brand. Yeah. Anything else? Can portable, portable. Portable. Is guaranteed Is guaranteed really? two years. Oh, 2 years. Okay. Is convenient what's mean Convenient, convenient thuận tiện, what's mean dễ dàng sử dụng, thuận tiện. yes is convenient. Okay. Anything else? Affordable. Affordable, okay. Is spring is lower than iPhone 10. Really? I just at home. Cheaper than I cheaper than MacBook. Yes. Okay, I see. Rồi còn cái vật nào khác không nhỉ? Ngoài laptop ra. How about your phone? Telephone portable, a portable telephone, A portable. cell phone cũng là điện thoại di động. Yeah. So my cell phone is popular. Okay, your cell phone is popular. Did you know Realme? Yes. Realme 10. Yeah, sure, I know. And It's very popular. yeah, popular, yeah, and is affordable too. It's portable. And it's affordable too. Affordable có nghĩa là có thể giá cả phải chăng, dễ dàng chi trả đó. Yes, Okay. Okay, thank you. So now, based on the information about reading part, choose the correct sentence, please. One two True, yes. Two. two false Yeah, four. Why? on
musica can play music in anywhere. In sick room because it has sick pair, right? Nó có 6 cái pair. What's mean pair what's mean? Pair tức là một cái nơi là có một cái cục á. Nó mình đi ở nhà hàng mình sẽ thấy một cái nơi nó sẽ có một cái cục loa vì vì nó rất là rộng. Cho nên một cái cục 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 như vậy để bất kỳ nơi nào chúng ta có thể nghe được. I don't Tức là ví dụ như mình đi xem phim nha, mình đã từng đi xem phim rồi đúng không ạ? it. Thì cái một cái loa nó không thể nào mà phục vụ hết cả một cái khán đài như thế được, đúng không? Mà mỗi nơi họ phải để một cái cục loa. Ví dụ mình ngồi ở cuối nó sẽ có một cái cục loa ở cuối, đúng không? Giữa thì sẽ có một cục loa giữa và đầu thì có một cục loa đầu, và cứ 6 cái như thế nó sẽ bật lên và cả khán phòng nó đều nghe được. Và đây thì người ta đặt ở 6 phòng. Người ta đặt ở 6 phòng. 6 cái pair, 6 cái cục như thế, đặt 6 phòng. Thì nó không thể chơi được một phòng đâu, nó còn chơi được rất là nhiều phòng, 6 phòng còn lại nữa. Thế. Okay. Number 3. Number three is four. Four. False. Yeah. Why? It's portable. Yeah, it's portable. Okay, number four. Number four, true. True. Number five, false. False. Yes, why? Probably car is affordable. Yes, affordable, có nghĩa là nó có cái tính là chi trả được nên là không không có không có đắt ha. Yes, number Number six phones. six. We can return Why? Yeah, we can for return. musica. Đó là cái thuộc tính gì nào? Which feature? It's guaranteed. Is guaranteed. Okay. Nice. Okay, critical thinking. Ở đây chúng ta sẽ có tư duy phản biện. Based on the information in reading, do you agree with the following statement? If you buy Pro Musica, you don't need any other product for listening to music. Nếu như bạn có cái loa đấy rồi, bạn sẽ không cần bất kỳ một cái vật dụng, một cái thiết bị nào khác để nghe nhạc nữa. Yes or no? Yes or no? Okay, you can think. Cái câu đầu nó nghĩa là gì? Cái câu đầu tiên ấy à? Câu hỏi hay là câu 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 trong bài Câu hỏi. à? Câu hỏi tức là if you buy Pro Musica, nếu như bạn mua cái thiết bị đó thì bạn không cần bất kỳ một cái thiết bị khác nào khác nữa để nghe nhạc. Right. Yes or no? Yes. Nếu như mà mình chỉ có một cái loa không và một cái điều khiển không ấy, thì làm sao mình có thể nghe được nhạc được, bởi vì mình còn cần phải có cái gọi là cái điện thoại có kết nối Bluetooth để mình kết nối với cái loa, đúng không ạ?
khi mà mình nghe loa, mà loa kiểu không phải là loa bỏ đĩa nha, loa này là loa kiểu loa như thế này, thì chúng ta phải có kết nối Bluetooth với điện thoại để chúng ta truyền truyền qua cái loa để nghe. Chúng ta vẫn cần có điện thoại có kết nối Bluetooth, thậm chí là iPad hoặc là computer. Computer chúng ta có cái dây chúng ta nối vào cũng được, không nhất thiết phải là Bluetooth. Nhưng mà điện thoại thì lại xài Bluetooth. Okay. Không thể nào chỉ có một cái loa, mỗi một cái loa mình có thể nghe được. So you can No, no, understand. say. No. No. If I buy Pro Music Club, I should need all the product for listening to music. Okay. So second, you can use Pro Musica for 6 months and then return it and get your money back. Yes or no? Is yes. It's Okay, so let's see again. Ở đây họ nói là nếu như chúng ta unhappy, unhappy không có hài lòng với cái hệ thống hoặc là bất kỳ một lý do nào khác trong vòng 1 năm thì chúng ta có thể trả nó và lấy lại tiền. So, It's true. I cannot use Home Musica for 6 months and they return and I cannot get my money back. Có thể chứ, có thể chứ, bởi vì sao? Bởi vì là họ nói là trong 1 năm cơ, trong 1 năm cơ, nhưng mà cái câu này họ nói là mới trong 6 tháng thôi. 6 tháng. So listen, listen to clarify. Okay, so advertisement, what does that mean? Radio advertisement. Advertisement là quảng cáo đấy. Quảng cáo. So next, crazy gadget là những cái đồ vật mà nó kiểu giống như là nó kiểu nó vớ vẩn á. Những đồ vật mơ vớ vẩn. Đầu tiên là chúng ta có cái the sleeper. The sleeper là gọi là sao nhỉ? Cái người ngủ hoặc là cái người hay ngủ đó, hoặc là cái giường ngủ, tức là cứ nằm lên là chúng ta ngủ thôi. Đó. Cái thứ hai là cool net cucumber. Cool net cucumber ở đây người ta dịch nghĩa là, đây là một cái thành ngữ của tiếng Anh, chúng ta dịch là bình tĩnh. Bình tĩnh. Tiếp theo. Cool as a cucumber. Yes, Mát cool như cucumber. Thì nói chung là chúng ta đeo cái máy này vô là chúng ta bình tĩnh, tự nhiên đang nóng cái tự nhiên bình tĩnh hẳn. Đó, ý là vậy. chuột. Next one, the scribbler có nghĩa là một cái nhà báo, một cái nhà viết văn mà nó kiểu giống như là tự động viết bài cho chúng ta được. Ok, rồi bây giờ chúng ta nghe, chúng ta check đi những cái thuộc tính nào. Listen to the radio advertisements for some crazy gadgets.
Check all the adjectives that describe each product. Advertisement 1. Having trouble sleeping? Thinking about taking sleeping pills? Try the Sleeper. Our portable CD player plays relaxing sounds of nature to help you fall asleep. But you'll have to move fast. This popular gadget is on everybody's gift list for the holidays. Advertisement 2. Are you considering air conditioning your home or office? Stop. Before spending all that money, ask to see Cool as a Cucumber, the amazing, portable, affordable air conditioner you wear. Yes, you heard right. You wear Cool as a Cucumber around your neck. And it's so small, you can take it anywhere, to the beach, to the office, even on the bus. So stay cool with Cool as a Cucumber. Advertisement 3. Be the first person in your school or office to have the Scribbler, the world's first electronic pencil. Just plug the convenient Scribbler into any outlet and start writing. Notes, ideas, plans, lists, memos. Makes writing so easy and fast, you'll save hours every day. And it's guaranteed for a full year. If you don't love your Scribbler, we'll give you your money back. No questions asked. Ok, rồi. Cái này á, Cool Air Cucumber này không phải là cái máy để làm bình tĩnh đâu. Cái này là máy làm mát á. Máy làm mát, cái đeo quanh cổ đó, nó mát quanh người đó. Không phải là cái gì theo nghĩa bình tĩnh đâu. Còn cái Sleeper này thì nó có cái chức năng là nó sẽ làm cho chúng ta kiểu là nghe những cái bản nhạc nhẹ nhàng và có cái sóng gì đấy, nó sẽ làm chúng ta ngủ được. Ok, so can you give me the answer? Or you want to listen one more time? Yeah. Okay. Listen to the radio advertisements for some crazy gadgets. Check all the adjectives that describe each product. Advertisement 1. Having trouble sleeping? Thinking about taking sleeping pills? Try the Sleeper. Our portable CD player plays relaxing sounds of nature to help you fall asleep. But you'll have to move fast. This popular gadget is on everybody's gift list for the holidays. Advertisement 2. Are you considering air conditioning your home or office? Stop. Before spending all that money, ask to see Cool as a Cucumber, the amazing, portable, affordable air conditioner you wear. Yes, you heard right. You wear Cool as a Cucumber around your neck. And it's so small, you can take it anywhere, to the beach, to the office, even on the bus. So stay cool with Cool as a Cucumber. Advertisement 3. Be the first person in your school or office to have the Scribbler, the world's first electronic pencil. Just plug the convenient Scribbler into any outlet and start writing. Notes, ideas, plans, lists, memos. Makes writing so easy and fast, you'll save hours every day. And it's guaranteed for a full year. If you don't love your Scribbler, we'll give you your money back. No questions asked. Okay, ready? Yes. Okay, give me your answer. First one. The Sleeper is convenient. Portable. À, portable? Cái máy Sleeper sao có thể mang đi lại được? Nó là popular. Bởi vì sao ạ? Nghe lại này. Listen to the radio advertisements for some crazy gadgets. Check all the adjectives that describe each product. Advertisement 1. Having trouble sleeping? Thinking about taking sleeping pills? Having trouble sleeping? Thinking about taking the sleeping pill? Bạn có vấn đề về giấc ngủ và bạn đang suy nghĩ đến việc là bạn sẽ đến với thuốc ngủ sao? Try the Sleeper. Hãy thử với máy ngủ này đi.
Our portable CD player plays relaxing sounds of nature to help you fall asleep. Đó, play in natural sound. Chơi những cái bản nhạc tự nhiên sẽ giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng. But you'll have to move fast. But you have to move fast. Bạn phải nhanh chân lên. This popular gadget is on everybody's gift list for the holidays. Đúng rồi. This popular gadget, tức là cái món đồ này nó rất là phổ biến trong cái list mà mọi người mua vào cái kỳ nghỉ này. Đấy, tức là người ta mua rất là nhiều cho nên mình phải nhanh chân mình mới mua được. Vậy thì sẽ là popular. Popular. Okay. Advertisement 2. Are you considering air conditioning your home or office? Are you considering air conditioner in your home or your house, in your office? Bạn đang nghĩ đến cái việc mà mua điều hòa cho nhà và văn phòng sao? Stop. Before spending all that money, stop. Trước khi tốn, before spending all that money, trước khi tốn nhiều tiền mua máy điều hòa như thế, ask to see cool as a cucumber. Hãy thử với cool as cucumber. Amazing portable affordable air conditioner. It's portable and affordable. Affordable dễ dàng mang đi và rất là rẻ. Affordable. You wear. Yes, you heard right. You wear cool as a cucumber around your neck. And it's so small you can take it anywhere to the... So small, can take it anywhere. Nhỏ gọn. Mang quanh cổ. Around your neck. Each to the office, even on the bus. So stay cool with cool as a cucumber. Mm-hmm. Advertisement 3. Be the first person in your school or office to have the Scribbler, the world's first electronic pencil. The world's first electronic pencil. Đây là một cái bút chì điện tử có mặt khắp mọi, có mặt đầu tiên trên thế giới. Just plug the convenient Scribbler into any outlet and start writing. Notes, ideas. Không, chứ chúng ta không có. Chúng ta chỉ cần cắm điện và chúng không có idea thì nó vẫn viết được chúng ta. Plans, lists, memos. Makes writing so easy and fast, you'll save hours every day. And it's guaranteed for a full year. Guaranteed for a full year. Vậy thì cái bút này nó sẽ là... 4 năm. Guaranteed. Guaranteed and? Convenient. Convenient, yes. Okay. If you don't love your Scribbler, we'll give you your money back. No questions asked. Mm-hmm. Okay, one more time. Listen to the radio advertisements for some crazy gadgets. Check all the adjectives that describe each product. Advertisement 1. Having trouble sleeping? Thinking about taking sleeping pills? Try the Sleeper. Our portable CD player plays relaxing sounds of nature to help you fall asleep. But you'll have to move fast. This popular gadget is on everybody's gift list for the holidays. Advertisement 2. Are you considering air conditioning your home or office? Stop. Before spending all that money, ask to see Cool as a Cucumber, the amazing portable, affordable air conditioner you wear. Yes, you heard right. You wear Cool as a Cucumber around your neck. And it's so small you can take it anywhere, to the beach, to the office, even on the bus. So stay cool with Cool as a Cucumber. Advertisement 3. Be the first person in your school or office to have the Scribbler, the world's first electronic pencil. Just plug the convenient Scribbler into any outlet and start writing. Notes, ideas, plans, lists, memos. Makes writing so easy and fast, you'll save hours every day. And it's guaranteed for a full year. If you don't love your Scribbler, we'll give you your money back. No questions asked. Okay. So, two, one of three gadget, and try to convince me to buy. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một trong hai và mình sẽ thuyết phục em mua
và một trong ba thuyết phục em mua cái vật đấy, thì sẽ thuyết phục bằng những cái đặc điểm nổi bật của nó như thế nào. The slipper, it makes sleep easier. Many people know it. Yes. But what can it do for me? The sleeper is affordable. Affordable? No, what can it do for me? It makes you sleep with many songs. Many song. What kind of song? The sweet song, slow song, Natural song, natural song, yeah, natural song, những cái bản nhạc, natural song là nhạc thiên nhạc thiên nhiên, nhiên. yeah, natural song. Okay. Okay, anything else? Is this a portable? Is it portable? Yes, It's it's portable? affordable. No, portable, portable. Portable, affordable. No, không phải là affordable, portable. Tức là em đang hỏi là nó có dễ dàng mang đi không? Portable. It portable? No. No. No, Is it? it's not portable. Okay, so is it affordable? Yes, it is. Okay, I was thinking about it. Thank you. Thank you. Yeah, so. Okay, so now choose two products. One's good one and one is bad one, and write the bad or good feature in the notepad, please. Bây giờ mình sẽ chọn ra hai sản phẩm của bản thân mình nha. Một sản phẩm có chất lượng tốt và một sản phẩm có chất lượng xấu, và chúng ta ghi ra những cái đặc điểm tốt, những cái đặc điểm xấu của nó. Ví dụ như đây, smartphone thì cái brand của nó là brand link. Đặc điểm tốt là affordable, nhưng mà đặc điểm xấu của nó là nó bị lỗi thời. À, nhầm, đặc điểm tốt của nó là rẻ và cập nhật. Tức là up to date, là cập nhật đó. Còn scanner thì cái brand của nó là Bluebird. Đặc điểm tốt là absolute và đặc điểm xấu nó là make the sunny sound. Nó là tạo ra những cái âm thanh nó kỳ lạ. Rồi bây giờ mình sẽ thử. Smartphone, Realme, Yes. Who's the affordable best future is
of the can future. It cannot change another language or system. Okay. Some program is Chinese language. So I cannot how do you eat? I don't know how to use it. I don't know how to use it. Okay. Rồi, second one. Airport brand wait for me, let me see. Airport, the good feature. Airport, I use a Ukraine. You? I write for you a Ukraine train. Oh, green change? Yes. Chain, what does it mean? Chain là cái sự thay đổi á. Không. Hay là track? Hẳn. Brand? Brand, yes. Okay. Ukraine brand. Yeah. It's comfortable. It's comfortable when you wear it on your air. Okay. Best future is it cannot hear to ear. It cannot hear clearly. No, tức là không thể nghe được cả hai cái cùng lúc. You cannot listen in both ears. Yes. Nếu mà nghe bên phải thì bên trái nó không hoạt động, mà nghe bên trái thì bên phải nó không hoạt động. That means it be unactive in one side, nó bị vô hiệu hóa một bên đó. Yes. Okay, I see. So let's move to discussion. Rồi ở đây chúng ta có một vài cái từ vựng mới. Okay, đầu tiên chúng ta có từ affordable thì lúc nãy là học rồi, có nghĩa là affordable có nghĩa là là phải chăng phải giá chăng. thành Yeah, hợp lý. đúng rồi. Vậy thì up to date nghĩa là gì? Up-to-date là cập nhật. Đúng rồi, cập nhật, cải tiến đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ xuống cái từ obsolete. Obsolete này có nghĩa là lỗi thời đó. Lỗi thời. Rồi bây giờ chúng ta có cái negative description. Negative description có nghĩa là những cái tính từ miêu tả một cách nó tiêu cực. Đầu tiên, awful, tệ đúng không ạ? Terrible, kinh khủng. Broken, bị hỏng. Antique. An antique này thì nó kiểu nó cũng là kiểu cũ rồi, kiểu cũ kỹ. Okay. Defective là giống như là kiểu có khiếm khuyết chẳng hạn. A lemon là chua như chanh, tức là kiểu nó không có tốt.
nói chung là nó mình có thể nói it's like lemon, nó kiểu nó chua như chanh, chua chát như chanh, nó không có được mượt mà. Horrible cũng là kinh khủng. Pitch of junk, một cái cụm từ này mình có học rồi đúng không? Kiểu như là nó không có hoạt động. Not fixable có nghĩa là không có sửa được. Drive me crazy, nghĩa là nó làm cho tôi phát điên lên. Yeah. One star, không thể bắt đầu, không. On the blink, không thể hoạt động. Make the funny sound, là tạo ra những cái tiếng nó kỳ lạ. Slow, chậm và không thể bật lên được. Won't turn off. Chúng ta tiếp theo có những cái positive description như sau. Great, tuyệt vời. Guarantee, có bảo hành. Terrific, cũng là tuyệt vời. Terrific và terrible mình đừng có nhầm lẫn nha. Terrific nó khác với terrible. Terrible là nó mang nghĩa tiêu cực, còn terrific là tích cực. Affordable, awesome, convenient, fast, pretty, good, popular, up to date. Thì mình biết nghĩa rồi đúng không? Rồi, the way to sympathize. Sympathize có nghĩa là bày tỏ cái sự cảm thông đó. I'm so sorry to hear that. Tôi rất là tiếc khi nghe điều này. That's too bad. Tệ nhỉ. That's a shame. Cũng là một dạng tệ nhỉ. Oh no, maybe it's fixable. Nghĩa là nó có thể là nó sửa được đó. You are ready on for an upgrade. Nghĩa là chắc là tôi nghĩ là bạn nên, bạn đã chuẩn bị cho cái sự gọi là thay đổi, cái sự cập nhật mới đó. Ok, còn cái that's a shame này nó cũng diễn tả một cái điều gì đó nó chưa thực hiện được mà nó cũng không có thực hiện như theo cái ý muốn của mình lắm. Ok. Nó không dịch là số vụ. Không, no, no, nó dịch là đáng tiếc nhỉ, đáng tiếc. Yes, ok. Okay, so the lesson will end up here. So now, do you have any question for me? No, I don't. Yeah, so see you on Thursday and goodbye. Yeah, see you on Thursday. Yeah. Have a nice day. Have a nice day. Thank you. Thank you. Yeah. Bye. Bye.